Top 3 cơ sở nên thử trong mùa hè này. Chào mọi người, vì đang là mùa hè nên sẽ có nhiều bạn muốn trang điểm đẹp nhưng lại khá là lười make up các thứ theo đúng bài bản và thứ tự. Vì nếu đánh nền hoàn chỉnh thì phải làm đầy đủ các bước như chống nắng, kem lót, rồi sử dụng bảng cân bằng sắc tố da các thứ, mà điều này thật sự rất lâu và khá ngợp với những người hay hoạt động ngoài trời và có da siêu nhiều và đổ dầu liên tục. Nhiều bạn chắc chắn sẽ cảm thấy hơi bí với nặng mặt. May mà cuộc đời sản sinh ra cơ sần như một cứu tinh make up mùa hè cho các cô nàng như vậy. Vì chưa đầy 5 phút là bạn sẽ dễ dàng sở hữu một lớp nền vừa căng bóng lại mỏng và nhẹ hơn rất nhiều so với khi bạn đánh nền truyền thống. Vậy nên, hôm nay mình sẽ chia sẻ cảm nhận về 3 loại cơ sần phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay cho các bạn nữ dễ tham khảo và lựa chọn. Đa phần 3 sản phẩm này có tầm giá rất bình dân, nên bạn có thể dễ dàng sở hữu ngay một sản phẩm đó. Cơ sần Mihama Magic. Đây là dòng cơ sần được coi là đời đầu và có danh tiếng rộng rãi nhất, hầu như là đã quen mặt với nhà nhà rồi. Sản phẩm này có chỉ số chống nắng SPF 53, khả năng che phủ ở mức ổn với những da ít khuyết điểm hay có vết thâm nhẹ. Với những làn da còn nhiều khuyết điểm như thâm với mẩn đỏ mụn các thứ thì cơ sần này không thể che hết được, khoảng 70-80% và phải dùng thêm che khuyết điểm nếu muốn nền hoàn hảo nhất. Cơ sần có thành phần rất lành tính, nên hầu hết các loại da đều dùng được mà không bị bí hay nổi mụn. Khả năng giữ trên lớp nền trung bình khoảng 4-5 tiếng, sau đó thì bạn nên giảm lại để có nền ưng ý. Mấy bạn da dầu nếu như muốn lớp nền lâu trôi hơn thì đánh nhẹ thêm một lớp phấn phủ nữa. Giá của sản phẩm cũng khá mềm, phù hợp với học sinh sinh viên dùng hàng ngày. Tone 21 cho mấy bạn da trắng, 23 cho mấy bạn da ngăm chút. Bạn nào da ở mức vừa vừa thì nên sử dụng Tone 21 để đảm bảo nếu xuống tone là vừa đẹp. Cơ sần Clio Kin Cover 4A. Cơ sần của Clio từng rất hot một thời trên các trang mạng xã hội và các diễn đàn làm đẹp. Ai cũng háo hức mua thử siêu phẩm cơ sần này. Được đánh giá rất cao vì tuy là cơ sần nhưng chất lượng phải ngang ngửa với các foundation ở tầm giá cao hơn. Khả năng che phủ tốt cực từ thâm cho tới da không đều màu. Mấy da lắm khuyết điểm cũng che được thành mờ mờ luôn. Còn da ít khuyết điểm thì một lớp nhẹ là vừa đẹp. Bạn thậm chí không cần phải dùng thêm che khuyết điểm hay điều chỉnh sắc tố da mà da vẫn đều màu và che phủ hoàn toàn khuyết điểm. Tuy nhiên vì độ che phủ tốt nên chất kem của cơ sần rất dày. Nếu mà nhiều lớp thì không được tự nhiên lắm và có hiện tượng kaki đối với bạn nào không dưỡng đủ ẩm cho da. Da bạn nếu hiện đang bị mụn thì khi sử dụng phải chịu khó tẩy trang thật kỹ. Khả năng kiềm dầu cũng rất ổn, có thể đến cuối ngày mà không cần dặm lại. Cơ sần Lemonade. Rất nhiều bạn trẻ hiện nay rất có thiện cảm với hãng Lemonade. Tuy là made in Việt Nam nhưng chất lượng lại không kém cạnh mấy so với mấy đầu make up của Hàn, Trung. Cơ sần này đặc biệt ở chỗ là có face filler, giúp kiềm dầu, che phủ lỗ chân lông, chất mỏng và nhẹ. Độ che phủ của sản phẩm này cũng ở mức khá, da ít khuyết điểm dùng tích cực, kiềm dầu rơi vào khoảng mùng 4 tháng 5 tiếng. Vì là của Việt Nam nên có nhiều tone da rất phù hợp với người Việt, chứ không bị trắng quá như của mấy hãng Hàn. Nếu bạn muốn cơ sần lâu trôi thì vẫn nên sử dụng thêm phấn phủ và dậm lại sau khoảng một buổi. Điểm cộng của cơ sần này là nhiều dưỡng chất nên mình cảm thấy da không bị khô hay bị bong chóc nền khi sử dụng. Thiết kế mẫu mã trông cũng rất đẹp và Gen Z. Nhìn chung cơ sần khá hợp với những ai make up hàng ngày nhưng không muốn bí da, hay nhiều lớp cầu kỳ trên mặt hoặc đơn giản là muốn có khuôn mặt tươi tắn hơn. Che phủ thì cơ sần chắc chắn không thể bằng các loại kem nền chuyên dụng rồi, nên bạn nào muốn có nền hoàn hảo thì vẫn có thể dùng thêm che khuyết điểm hoặc phấn phủ có màu để tạo nền vừa mịn lại đều màu. Bạn có thể mua ba em này tại link mô tả bên dưới nhé.